Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio và đây là bản tin news ngày 30 tháng 10. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Gần đây thì điện thoại gập tiếp tục gây sốt dân công nghệ và có khả năng thì nó sẽ trở thành một cái cuộc đua ngầm dữ dội trong các nhà sản xuất smartphone lớn. Và tin đồn rằng là Xiaomi cũng không đứng ngoài cuộc chơi này. Mới đây thì Tech Configuration đã có cái hình dung trước về một mẫu smartphone màn hình gập của Xiaomi với tên gọi là Mi Mix Flex, sở hữu với một dây 3 camera chính cực khủng. Và qua những gì quan sát thấy thì chiếc Xiaomi Mi Mix Flex có vẻ pha trộn các cái đường nét của những thiết bị từ Samsung và Sony. Bộ ba camera dường như được trang bị loại cảm biến siêu âm. Phía trước cũng có camera selfie và trang bị màn hình Quad HD 6.2 inch với tỷ lệ màn hình và thân là chiếm 95%. Và khi duỗi ra thì thiết bị nhìn như một chiếc smartphone thông thường với cạnh viền siêu mỏng. Tuy nhiên thì khi gặp lại thì thấy rằng ba dây camera được tích hợp trong một cái vết khoét lớn gọi là Mega Notch. Và màn hình này thì đóng vai trò như một màn hình thứ hai. Và Xiaomi Mi Mix Flex gập theo cơ chế vỏ sò, có bộ loa kép và công nghệ quét vân tay tích hợp trong màn hình. Màn hình thứ hai còn đóng vai trò cung cấp các thông báo, thông tin về thời tiết hay là các cuộc gọi, thư điện tử và nhiều những thông tin khác nhau. Nếu như OnePlus 6 được trang bị màn hình tai thỏ với phần quét notch hơi giống với iPhone nhưng nhỏ hơn, thì chiếc OnePlus 6T lại đi theo một hướng khác khi chuyển sang thiết kế màn hình giọt nước với phần quét nhỏ hơn nữa. Và thiết kế này của OnePlus 6T thì khá giống với một số máy như là Oppo F9, Oppo R17 hay là Huawei Mate 20. Với màn hình OLED của OnePlus 6T có kích thước là 6.41 inch với độ phân giải là 1080x2340. Thay vì cảm biến vân tay ở mặt lưng như thế hệ trước thì OnePlus 6T được trang bị cảm biến vân tay dưới màn hình được gọi là Screen Unlock. OnePlus cho biết đây là cảm biến vân tay dưới màn hình cho tốc độ mở khóa nhanh nhất hiện nay. Và OnePlus 6T có dung lượng pin được đẩy lên mức là 3.700 mAh, cao hơn so với mẫu OnePlus 6 trước đó. Và cũng như những chiếc máy trước đây của OnePlus 6T hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Dash Charge, thứ danh của OnePlus. Và OnePlus 6T cũng giữ nguyên cấu hình so với chiếc OnePlus 6, bao gồm con chip Snapdragon 845, RAM 6-8GB và bộ nhớ trong là 128 và 256GB. Phần cứng camera của OnePlus 6T không có sự thay đổi so với mẫu OnePlus 6. Nó vẫn bao gồm camera kép 16MP với khẩu độ là f1.7 OIS kết hợp với 20MP với khẩu độ là f1.7 và hỗ trợ chụp ảnh xóa phông. Và giá bán dành cho từng phiên bản OnePlus 6T tại Mỹ như sau: RAM 6GB bộ nhớ 128GB là $549, tức là khoảng 12,8 triệu đồng. RAM 8GB bộ nhớ trong 128GB khoảng 13,5 triệu đồng và RAM 8GB bộ nhớ Max là 256GB với giá là 14,7 triệu đồng. Honor Magic 2 dự kiến sẽ là một trong những chiếc smartphone Android đầu tiên trên thế giới trang bị vi xử lý tiến trình 7 nanomet. Đó chính là con chip Kirin 980 được trang bị trên dòng sản phẩm Mate 20 cao cấp. Và trong kết quả impact thì smartphone mới đến từ nhà sản xuất Trung Quốc ghi nhận được dung lượng RAM đến 8GB. Nhiều khả năng thì sẽ có thêm tùy chọn giá rẻ hơn với RAM là 6GB và sản phẩm khởi chạy với hệ điều hành Android Pie 9.0. Và với cấu hình trên thì Honor Magic 2 đạt điểm số sức mạnh đơn nhân là 3.316 điểm, trong khi khả năng xử lý đa nhân là 9.534 điểm. Nhìn chung thì kết quả này khá giống với người anh em Mate 20 Pro. Tất nhiên là số điểm này vẫn còn kém con chip Apple A12 Bionic trên iPhone XS và XS Max. Tuy nhiên thì nó vẫn đủ để cho Huawei tạm thời dẫn đầu thị trường smartphone Android khi mà các flagship hàng đầu hiện nay như là Note 9, Pixel 3 hay OnePlus 6T đang sử dụng vi xử lý Snapdragon 845 được xây dựng trên quy trình lớn là 10 nanomet cũ. Và Huawei Honor Magic 2 được tin là sẽ sở hữu màn hình trượt để có thể đạt được cái thiết kế tràn viền thực sự và loại bỏ hoàn toàn tai thỏ. Có vẻ như nó sẽ khá giống với cơ chế trên chiếc Xiaomi Mi Mix 3 được ra mắt cách đây không lâu. Ok, vậy là vừa rồi thì mình đã gửi tới các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp gì thì hãy để lại thật nhiều về dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!